Nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco, Nguyễn Minh Nhật của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đá đâu? Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Một bất ngờ trong pha lên bóng dường như là đầu tiên của họ, trong những pha chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm thì các cầu thủ mặc áo trắng đã bất ngờ có được bàn thắng. Chúng ta vừa được xem lại tình huống này. Đó là một pha phối hợp rất bình tĩnh, rất có bài của các cầu thủ trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã cầm bóng nhả bóng lại tuyến hai, rồi sau đó là một pha rớt bóng vào và có người đồng đội để ập vào và đánh đầu dứt điểm cận thành một cách bài bản. Một pha phối hợp rất có miếng của các học trò huấn luyện viên Phạm Thái Vinh. Chỉ vài phút nhập cuộc thôi, tuy nhiên các cầu thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện được một sự vượt trội của mình. Và như vậy người đã điền tên lên bảng tỷ số của trận đấu đó không ai khác, đó là cầu thủ số 10 Nguyễn Minh Nhật. Nhìn lại là những đường truyền non rất nguy hiểm, cơ hội cho Thể dục Sư phạm Thể dục Thể thao. Và siêu phẩm anh Triết à. Vâng, đó là cú đúp bàn thắng dành cho số 10 Minh Nhật, một pha xử lý quá đẹp về góc chữ A khung thành. Một cú sút mà Minh Nhật đã có đủ không gian và thời gian. Người đã cướp bóng đó là chiếc F1 mang tên Huy Hoàng. Và cú cứa lòng này thì miễn chê. Đây là pha 3-2. Nhưng đó là một pha chạm bóng đủ tốt của thủ quân bên phía Đại học Ngân hàng để giải nguy cho đội nhà. Nhưng đó là đường chuyền xa dứt điểm. Và Cú hat-trick dành cho Nguyễn Minh Nhật. Một ngày thi đấu trọn vẹn với số 10 thật tròn dành cho Minh Nhật. 7-0 dành cho Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Pha chuyền bóng tai hại của Nguyễn Ngọc Trung. Và tôi nghĩ là một trong những bàn thắng dễ nhất tại giải này của Nguyễn Minh Nhật. Đường chuyền rất hay, cơ hội Minh Nhật và ngay sau khoảng thời gian cooling break và chưa kịp để các cầu thủ UTC2 có thể quay trở lại với nhịp độ trận đấu, và Minh Nhật một pha băng xuống với một nhãn quan chiến thuật, sự sắc bén của tiền đạo là vua phá lưới của vòng chung kết năm ngoái, và anh đã có được bàn thắng thứ tư ở giải đấu năm nay, và quan trọng hơn hết là bàn thắng mở tỷ số trong một thế trận mà UPS đang gặp bế tắc. Tình huống để bóng chạm tay vừa rồi là của số 9 Đỗ Cao Toàn. Lại tiếp tục là một đường truyền ra sau lưng hàng phòng ngự của UTC2. Dứt điểm ngay. Và Thật là tuyệt vời khi chúng ta được chứng kiến một siêu phẩm của Nguyễn Minh Nhật. Một pha vuốt mù, một tình huống demi volley của Nguyễn Minh Nhật. Và cho dù không giống lắm nhưng làm tôi nhớ đến những cú dứt điểm của Robin van Persie. Pha bật lên và chuyền bóng rất hay. Đây tiếp tục là Minh Nhật sửa lòng không thành công, vẫn còn 4-0 rồi. Và đó là cú hat-trick, hai cú hat-trick liên tiếp của Minh Nhật trong hai trận đấu. Phải nói là một tay săn bàn quá đáng sợ của UPS. Chúng ta cùng theo dõi là tình huống này, một pha bóng mà Minh Nhật đã rất khôn ngoan phá bẫy việt vị và sửa lòng thành công không thành công. Và ngay sau đó khi cú dứt điểm ở góc rất hẹp, Minh Đạt đã cây, Minh Nhật cơ hội. Đây là khoảnh khắc của ngôi sao và không ai khác vẫn là Minh Nhật. Một hung thần thật sự đối với hàng phòng ngự của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Quá nguy hiểm. Và đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta thấy Minh Nhật và những cầu thủ tấn công của UBS có một pha tấn công kiểu mẫu như vậy. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này đến từ UBS. Minh Đạt dâng cầu và thực hiện một đường truyền
sẽ toan hàng phòng ngự của trường đại học Tôn Đức Thắng dành cho Minh Nhật. Minh Nhật đã rất khôn khéo di chuyển ở phía sau lưng của Thành Nam. Và khi mà hàng phòng ngự của trường đại học Tôn Đức Thắng nhận ra vấn đề thì là quá muộn rồi. Một khoảng trống mênh mông dành cho Minh Nhật và 1-0 dành cho UBS. Mất bóng nguy hiểm, Minh Nhật cú đá 3-1 dành cho UBS và đây là dấu chấm hết. Dấu chấm hết dành cho đội chủ nhà. Một ngày thi đấu quá hay, quá tuyệt vời đến từ cá nhân của Minh Nhật. Hai bàn thắng và một tình huống kiến tạo. Và cũng giống với trận đấu trên 3-4 của mùa giải năm trước thì Minh Nhật vẫn có cú đúp vào lưới của trường học Tôn Đức Thắng. Và chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha dứt điểm của Minh Nhật đã khiến cho Quang Đạt chỉ còn biết đứng nhìn. Đứng nhìn bóng đi vào lưới mà thôi. Một pha bóng dứt điểm quá khó để từ Minh Nhật với một góc rất rộng như thế này. Và bàn thắng vừa rồi của Minh Nhật cũng là bàn thắng đã khép lại trận đấu giữa trường đại học Tôn Đức Thắng và đại học sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.